đưa người từ lòng nổi vào sương thế chơi vơi. Tay không hành lý ngước nhìn về tương lai, ngỡ ngàng lên tiếng khóc cười thay cho lời đầu tiên người nói. Tháng năm dài vui buồn tuổi trong thêm, ngọt cay cũng mau quên. Xe lăn nhiều chuyến cát bụi mòn chân đen, sang giàu may mắn phút đầu hay nhìn đồ gãy đôi ba có đâu. Xin được mến chào toàn thể các bác nhé. Các bác đừng quên like cũng như là đăng ký kênh để nhận video mới nhất. Và trong clip này tiếp tục giới thiệu tới các bác những chiếc đẩy hàng bái xịn các bác nhé. Như các bác đang được thưởng thức với những bản test nhạc trực tiếp đánh đẩy với loa, cho ra chất âm rất là sắc nét của dòng mạch LA các bác nhé. Như các bác đang nhìn thấy đây. Đó, trước khi đi chi tiết thêm thì mời các bác thưởng thức thêm một chút nữa nha các bác nhé. Tình hôm nay cũng về như chiếc lá gầy, sẽ đơn lành tiền ai trong ngày. Công danh ngày ấy rất mong, tình hôm nay cũng về như chiếc lá gầy, sẽ đơn lành tiền ai trong ngày. Vâng, tiếng rất là ok để cho các bác chơi. Mà diễn ta sầu nhớ lâu rồi. Em đi đi xây nghìn dáng giờ, hương tóc bay trong đời. Quên ngày xưa hoa bướm chung xuân hồng, nghe đam mê chung hơi thở, hoa lá đang tay mời. Nói chung là khi đánh trực tiếp như vậy thì em đang tính là nghe dài dài hơn, chứ chưa muốn để giới thiệu với các bác một cái con đẩy xịn sò mà cho ra cái chất âm sạch như vậy. Phải nói giải lời đẩy rất là tốt luôn các bác nhá, với cái mạch LA này. Đây, hiện tại như các bác đang nhìn thấy em đang đánh trực tiếp đẩy nhé. Tín hiệu từ laptop này, đó, rất là cụ thể các bác nhá. Chứ không phải là qua lọc hay là qua những cái chiếc van. Đó, bên em nói chung là những cái dòng hàng bên em chuyên test với những cái sản phẩm trực tiếp như vậy, để các bác có thể thẩm âm được những cái chất âm thực sự của một con đẩy nó ra nó như thế nào. Ok, bây giờ thì em sẽ đi chi tiết để các bác cùng quan tâm nhé. Một con đẩy công suất là 850W một kênh. 850W một kênh các bác nhé. Dòng đẩy này là dòng đẩy chuyên sự kiện các bạn, chuyên sự kiện đó, của hãng Tepan đó, hãng Tepan các bác, dòng xuất Âu luôn nhé. Model là EA2850 đó, 2850 hai kênh, công suất để các bác chơi loa 40 hoặc là 2-30 hoặc là đánh những loại dòng loa nhỏ hơn đó, bao chất âm xuất sắc cho các bác nhé. Vâng, bây giờ thì sẽ đi cụ thể hơn về cái mặt đằng sau các bác nhé. Đây là cái mặt đằng sau của một chiếc đẩy 850W một kênh. Thì nó sẽ là chạy hai quạt hút các bác nhé. Tín hiệu đầu vào em đang cho từ laptop này. Các bác có thể like thêm một chiếc điện thoại thứ hai này, chiếc đẩy thứ hai. Ở đây sẽ có chế độ là đánh 8 ôm hoặc là đánh dồn kênh. Đó, và chế độ live. Đây là tiếp mát các bác nhé. Và ở đây các cái thông tin về đấu nối của cái jack loa này. Đây là jack có loa như bình thường, em đang sử dụng là cái jack new trick các bác nhé. Đó, tăng thêm một chút nữa. Đây, các bác có thể thẩm âm được cái giải lời rất là sáng nhá. Nghe đam mê chung hơi thở, hoa lá đang
tay mời. Vai kề vai, nhìn nhau mắt nói thay lời. Vâng, bây giờ thì sẽ đi chi tiết để các bác cùng quan tâm nhé các bác nhé. Với cái dòng đẩy này, đây là bộ nguồn đồng 100% rất là khủng luôn. Kích thước nó rơi vào tầm 19-20 các bác nhé. Quận đồng rất to đấy các bác nhìn này, sợi đồng này. Đó. Dòng này hiện tại đang chạy 32 sò và 14 sò bù áp các bác nhé. 32 sò, 14 sò bù áp. Sò này là sò NGV kép. Đây là dập ngày tháng luôn các bác nhé. Sản xuất 2012. Mùng 6 tháng 9 2012. Đó. Lô này nó đều cùng một lô các bác nhé. Mùng 6 tháng 9 2012. Với cái phiên bản mạch LA này thì dòng này là dòng chuyên sự kiện, cho nên là sử dụng cái dòng tụ to, nó không phải dòng tụ nhỏ các bác nhé. Như là dòng DK thì nó sẽ sử dụng những dòng tụ nhỏ, còn đây là tất cả dòng tụ to. 80V, 12.000 Ufana. Đó, các bác nhìn cái dung lượng nó rất là lớn. Để các bác chơi những cái dòng loa lớn thì nó kéo thoải mái luôn nhé. Vì con này nó tận 14 sò bù áp cơ, mỗi bên 7 bù áp. Đó, đây là sò NGV kép các bác nhé. Và ở đây sẽ có 3 dơ le. 3 dơ le đầu tiên là dơ le tín hiệu đầu vào, và 2 dơ le tín hiệu 2 kênh. Tổng cộng đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tụ các bác nhé. Đó, có nhìn mạch này. Các dây cáp này quá là chắc chắn nhé. Rất là cẩn thận và thít rất là gọn gàng. Tất cả được đổ keo các bác nhé. Đó, các bác nhìn này, đổ keo hết này. Kể cả những cái cánh quạt này cũng thế nhé. Đó, rất là cẩn thận với những cái dòng hàng xịn này. Em khẳng định với các bác là các bác mua với những chiếc đẩy 8-9 triệu không bao giờ bằng nó. Đấy, những hàng mới. Đó, cho các bác cầm ra hai cái test với nhau luôn, so sánh luôn. Đấy, về chất âm của nó, tuy là đã qua sử dụng nhưng mà dường như là cái độ giảm về chất lượng nó rất là ít. Vì những cái con xịn này mới của nó gần 15 triệu một con rồi các bạn. Các bác có thể lên web mà trực tiếp để có thể tra được với những cái dòng sự kiện này. Tepan, đó, dòng này dòng xuất Âu nhé. Mạch LA. Dòng tụ lớn chứ không phải dòng tụ nhỏ các bác nhé. Nó có hai đời tụ đấy, một là dòng tụ nhỏ, hai là dòng tụ lớn. Dòng này dòng chuyên sự kiện. Thôi, nói ít vậy thôi. Em sẽ lên nhạc tiếp để các bác cùng thẩm âm cho nó chi tiết hơn. Đã đánh nhưng xin em hiểu, bởi vì anh yêu vô cùng. Trời cho anh mang tính thủy chung. Em rất là mềm các bạn, rất là mềm nhá, rất là nhuyễn và mềm. Sẽ không bao giờ anh phụ tình em, sẽ không bao giờ anh dối lòng mình. Vâng, quá là đáng để cho các bác chơi nhá, một con đẩy xịn sò như vậy. Ok, các bác đừng quên like cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ để nhận những video mới nhất các bác nhé. Em cũng xin phép được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Và số lượng chỉ có hơn 10 chiếc các bác nhé, hơn 10 chiếc thôi. Các bác nào mà có nhu cầu nhanh tay để liên hệ và đặt hàng. Ok, em xin mến chào tất cả các bác.